Cầu nước Velugimir, kiệt tác kiến trúc phá vỡ mọi định luật vật lý. Cầu nước Velugimir được mệnh danh kiến trúc phá vỡ quy luật vật lý thông thường, khi vừa là đường hầm cho 28.000 xe, vừa là đường thủy cho tàu qua lại mỗi ngày. Cây cầu vì thế đã gây kinh ngạc cho cả nhân loại vào thời điểm nó ra đời. Kiến trúc sư Velugimir Aqueduct đã ta đưa ra một quyết định dường như không tưởng, đó là xây dựng một cây cầu nước. Sau quá trình lên ý tưởng và thi công, cầu nước Velugimir Hà Lan chính thức được đưa vào sử dụng năm 2002. Thời điểm đó, cả thế giới dường như nín thở khi chiêm ngưỡng công trình độc đáo có 102 này. Không giống như các thiết kế cầu thông thường khác, cầu nước Hà Lan được xây dựng trên hệ thống dẫn nước hiện đại cho phép lưu lượng giao thông liên tục xuyên suốt trên cạn và trên mặt nước. Bên trên là mặt biển khổng lồ cho tàu thuyền qua lại dễ dàng, bên dưới là hai làn đường sâu xuống 10m với khoảng 28.000 xe cộ lưu thông mỗi ngày. Theo thiết kế này, ô tô và người đi bộ giảm bớt được những đoạn đường vòng lên cầu như thông thường, rút ngắn được khoảng cách và có thể thỏa thích thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên. Sự ra đời của nó đã phá vỡ, đảo ngược mọi định luật, nguyên tắc thông thường của vật lý tự nhiên. Nếu một lần đến du lịch Hà Lan, đừng quên dành thời gian trải nghiệm tại cây cầu đẹp và độc này nhé!